phỏng vấn một lần đầu tiên làm việc ấy của mình thi. Đầu tiên em đúng dài mà em bị đánh á. Này đánh không chị? Xong rồi. Rồi ok. Hãy làm gì chứ? Hậu trường, cảnh tát nhau nảy lửa. Giữa Madame hôm qua và Jesse. Máy chạy. Tập 14 phần đạt 43. 3 2 1 viết. À! Bà đang làm cái gì vậy? Hả? Cô biết là làm nói gì với tôi không? Anh ấy nói là tôi và anh ấy sẽ không có bất kỳ một cái mối quan hệ gì hết. Vậy còn cái giá trị của bà thì sẽ như thế nào? Hả? Nhưng một con chó kìa. Con chó nó còn biết giữ nhà nữa. Nè. Tại sao chuyện tới chuyện của mẹ của tôi như vậy? Mày im! Mẹ có tư cách tới chuyện này hả? Mày với mẹ của mày chỉ là cái đồ ăn bán. Các xin lỗi. Giờ lên này, nói lại. Rồi, dạ, đừng mấy lời. Ok. Rồi, tiếp tục. Rồi, nói gì thôi. Anh bắt chị đi đứng lên nha. Rồi. Không, em cứ diễn đi, em để em nói vô cho nó bạch mạc. Đúng gì đâu. Dạ. Hồi nãy lấy cái cần em xong rồi, giờ vô. Dạ. Rồi, chuẩn bị. Ok. Bây giờ em nói từ cái câu mà. Tự lại lại câu của em để em lấy đủ tâm lý em lên. Đúng rồi. Chị em nói cái câu nuôi chó. Đúng rồi. Rồi, em cứ nói là sao cho em có tâm lý đi. À, có biết Hoàng Lâm luôn đi. Chuẩn bị 3 2 1 viết. Bà có biết Hoàng Lâm nói gì với tôi không? Tôi và anh ấy sẽ không có bất kỳ một cái mối quan hệ gì hết. Vì cái sự tồn tại của bà còn giá trị hay là không? Con chó kìa, chó còn biết giữ nhà nữa. Cùng. Nè, làm sao chị nói chuyện với mẹ của tôi như vậy? Hả? Mày mày có cái quyền lên tiếng ở đây hả? Mày và mẹ của mày chỉ là cái thứ âm ba. Nếu mà không nhờ gia đình của tao thì hả, thử hỏi mày với mẹ của mày có tồn tại mà đứng ở đây được không? Chị đừng có qua đây. Anh Hoàng Lâm sẽ không bao giờ đi một con gái với chị đâu. Mày chị mày. Em tác chúng thật một cái không sao. Bạn không có sợ đâu. Hiểu không? Em tác ai mà tác bay qua một đến một tấc vậy nè. Đi xin gì vậy được em ơi. Trời ơi, nó tác người ta nó cũng không tác được. Tác cái người ta được. Tác nó cũng không cho là sao? Bất cẩn nha. Rồi bất cẩn Hoàng Duy, lúc mà đứng dậy nó xong tác cho Hoàng Duy một cái thôi à. Rồi bây giờ chỉ cần lấy cái tác của vô Hoàng Duy nữa thôi. Ok. Rồi. Bắt cái cần tác cho Hoàng Duy một cái nữa thôi. Cần tác Hoàng Duy nữa thôi là xong. Ok. Vậy hả? Nhanh mà. Tại cái này về là xong rồi. Cái gì thế tay tát được không? Không em. Cái gì thế tay tát mà? Em đang chửi người ta sao em tát? Nè tôi nói được. Trời ơi, nó tát người ta mà nó cũng không làm được nữa. Trước khi quay phân đoạn này á, mà bả năn nỉ chị Tường ơi, chị đừng có tát em đau lắm, em rất là sợ đau. Rồi nó run lẩy bẩy đã giờ diễn xong cái nó không đau, nó ôm mình, nó hứa ngày mai đãi mình ăn lẩu hải sản ở trên Bà Nà Hiêu. Còn á, bây giờ tới phiên nó tát người ta nó cũng không tát được, nó sợ. Mà thằng nhỏ nó tát đi mà nó cũng không chịu tát luôn. Đó là giờ không hiểu cô muốn cái gì. Người ta tát cổ không cho mà cổ tát người ta cô không chịu. Cô muốn bóp á, muốn bóp chứ muốn tát. Khổ tâm kìa, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tát như không tát. Đó. Mà nãy giờ có đau gì không? Dạ không. Đó. Đúng rồi chị Tường, thôi chị cảm giác là em lại sợ. Dạ đúng, em sợ. Mà khi mà chị Tường dồn cảm xúc cho em mới được như vậy. Chứ trước khi đó là em rất là run. Em cảm giác em rất là run của bên hỏi luôn á.
Rồi tát nó đi. Rồi. Có dính ở dưới bếp ra chị Hạnh không? Không rồi. Dính vào. Ok. Bây giờ em bắt tát cho thi là tát. Trời ơi, cái tay nó cứng đơ vậy. Bọt nó, cái tay nó mềm quá vậy nè, đúng rồi. Áo, đừng làm gì. Cần sát vô là... Phải sát cái mặt vô, trúng đi, người ta sẽ né. Nè mấy cái... Cứ vô là người ta né, lê, em sa cái tắt gì sao mà thật rỡ. Mày nó sợ, chị sợ. Vũ ơi, Vũ. Vũ đến ai chứ hả? Thôi, đến ai. Trời ơi. Vũ ơi, tắt vài cái đi rồi. Lê về phía sau Vũ. Bắt thôi, thử cái đặc vụ đang đi với con bồ khác, con tát thôi. À, dính chìm Quỳnh Lâm Anh đó. Rồi mọi người ơi, ở dưới ngồi xuống giùm đi, quay qua xuống. Thật ra là không dính gì bệnh luôn. Chỉ có đụng với mặt em đây. Chị Thi được. Rồi, rồi, rồi. Nó còn có cái lực của cánh tay nữa, ra đây là thiệt. Chứ không mà nó giả chân à. Được chứ chứ. Ở dưới nó không dính sao rồi. Đánh lại đi. Chị đụng mặt em mới né được. Em mới né nha. Hết giờ rồi Thi ơi. Gì được không chị? Đúng rồi, mà cái lực đi cái tay phải mạnh lên. Không, em mà tái hụt vậy là quay hoài luôn. Không, quay hoài. Quay hoài tội nhỏ. Cái lực của tay em nó phải, xin gãy. Cái lực của em tái tay cái nhỏ này nó ngược ghê. Nó lại cái lực đi á. Nó phải mạnh thì tới đây. Trong đây mà nhìn giống còn giống như tá thiệt nè. Mày đi hả? Mà nếu mà không có tao thì hai mẹ con mà làm gì cái đây là bóp một cái liền là phải sát vô. Hồi nãy em cắt cả tóc vậy nè, làm sao ta diễn. Bóp một cái là vô ngay liền, một phát thôi. Em nhà nhá hoài nhỏ còn đau thêm nữa. Một tát ăn ngay nha, phát thiệt một tát ngay. Rồi chơi đi. Đi xa, đi xa. Rồi ngồi xuống đi thầy xa. Không không con chừng đi sợ phải lê luôn lê ngoài đi sợ phải lê ra ngoài đây luôn tại nãy không có đó em nhớ đấy đây mày chạy đúng mày huy thoại rồi em ngồi xuống đứng dậy em chửi đó mày không tư cách 3, 2, 1 nói giết mày không có tư cách để lên tiếng mày với mẹ của mày chửi là cái thứ thằng ba có biết không. Nếu mà không nhờ gia đình của tao thì mẹ mày và mày có được tồn tại đây không? Chị đừng có qua đây. Anh một lần sẽ không bao giờ yêu một con gái với chị đâu. Chị. Cắt. Bà tái ở đâu ở dưới háng vậy ta? Dính cái gì vậy? Trời cái mặt nó sao nó tan thân vậy? Được không vậy? Được không vậy? Dính nhưng mà dính đâu, kiểu nét nhẹ. Thôi đâu có dính gì đâu trời. Đâu rồi, tao khỏi gì được không? Nó được mà cái tay nó bị hẹp quá đúng không? Đúng không? Cái tay nó bị ngắn quá là lại. Bị ngắn quá. Cái tay nó bị ngắn quá nó không dang cái tay nè, cái tay nó bị co nè. Em hiểu không? Cái tay người ta phải thẳng dài ra cái tay em nó bị co nè. Coi coi. Đó, nhẹ hiu à. Em xong rồi đúng không? Ok em. Sáng cái nữa lên chụp ai cái lại có cái. Ok rồi. Cái tay tắt dài ra. Đúng rồi. Thì đó. Rồi em cứ tắt cái này. Mình tắt vô. Rồi, Lâm Anh ơi, Lâm Anh. Rồi cho quay cái cảnh này để rồi sẽ luôn. Rồi quay. Chuẩn bị. Ủa anh đâu rồi, biết không quay bên đây. Mấy đang chạy nha. 3, 2, 1, nói. Mày im. Mày không có tư cách lên kia. Xin lỗi mọi người. Rồi tiếp lại luôn. Chết em rồi. Em khốn quá. Phải dạy nha. 3, 2, 1, nói. Xuất thần. Mày im. Mày không có. Cái gì vậy? Con này bị mát rồi hả? Chị thấy trời. Nó thấy hay rồi. Trời. Lấy cái tác của em nè. Nói lại cái câu. Lấy cái tác em. Con về thôi. Rồi, 3, 2, 1, nói, 15 phân đoạn 2, giết. Cục. Nè, tại sao chị nói chuyện với mẹ của tôi như vậy, hả? Mày im! Mày không có tư cách tình tin. Nói luôn. Mày với mẹ của mày. Rồi. Mày cái thế xin lỗi. Nhắc chưa? Cố lên Thi ơi, em nhớ hỏi mà tự nhiên tôi nói em gung á. Mày và mẹ của mày chỉ là thứ ăn bán. Dạ, em nhớ. Ok. Mày vậy. 3, 2, 1, giết. Cục. Nè, tại sao chị nói chuyện với mẹ của tôi như vậy, hả? Mày đấy, mày không có tư cách lên tiếng. Mày có biết, mày với mẹ của mày chỉ là cái thứ ăn bám. Không có nhờ gia đình của tao. Mày
quá đáng. Anh Hoàng Lâm sẽ không bao giờ yêu một người con gái như chị đâu. Chị. Cắt. Ok. Hoàng Lâm đây. 3, 2, 1, kết. Tán mặn vô. Anh Hoàng Lâm sẽ không bao giờ yêu một người con gái như chị đâu. Không biết tụi không anh Vinh. Dính vô. Hả? Cúc vô. Cao cái tay tí. Chị tán thiệt luôn. Tán thiệt đi. Hết giờ rồi Thi ơi, bên đó còn nợ cảnh kìa. 2, 1, giết. Anh Hoàng Lâm sẽ không giờ thích một con gái với chị đâu. Chị. Sao mà không dám tán là thì chịu. Tán tóc xuống rồi nè. Cái đó chị rồi, cái đó cố lên. Tán cái bạc. Hết giờ rồi. Sát vô, sát vô, sát vô. Đúng rồi, mấy cái tay rồi phải không? Sát vô. Mày đang dạy. 3, 2, 1, giết. Anh Hoàng Lâm sẽ không bao giờ thích một con gái với chị đâu. Đi. Okay, đúng rồi. Chị hơi tán trong đó. Đúng rồi. Tán trong đó. Rồi, 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 ok rồi. Rồi, ok. Tán vô mới được đâu má. Muốn tán tới sáng hả? Rồi mời Kim Phát. Rồi, 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 rồi. Nó tán xong rồi nó rung, nó xỉu luôn vậy đó. Trời ơi. Rồi Kim Phát, Seri với lại không sói. Rồi anh. À, dạ cảm ơn chị. Dạ đã xong phân đoạn tác nhau trong phim rồi đó quý vị. Mọi người coi hậu trường để một cảnh phim hay là đó, diễn viên phải khổ như vậy đó. Đừng có tưởng đóng vai ác là dễ nha. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, những người đẹp mới được mời đóng vai ác. Nhưng mà vai ác cực kỳ khó, khó hơn vai hiền nữa. Em cảm ơn chị Tường, đẹp quá. Người xấu mà đóng vai ác, ai mà coi bật lên thấy vừa xấu mà vừa đóng vai ác, người ta tắt tivi. Cho nên những người đóng vai ác là những người đẹp mà phải diễn xuất sắc, phải diễn cho hay. Rồi. Rồi. Xong một cảnh phim, người ta diễn mệt mà tôi thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành rồi quý vị. Giờ nhâm nhi ly cà phê thôi. Mọi người đang theo dõi kênh YouTube của Mỹ Trí Khách Sạn, hãy nhấn subscribe để theo dõi kênh nha. Đúng rồi. Dạ, chị. Ba người.